Sau đây là một số sự thật bạn sẽ thấy khó tiêu hóa. Dạ dày của bạn có dung tích khá lớn, có thể chứa tới 2 lít chất lỏng, tức là tương đương một chai Coca-Cola lớn. Khá khó để ước tính bạn có thể ăn bao nhiêu thức ăn ở thể rắn vì chúng được tiêu hóa bằng răng trước khi đến dạ dày. Chắc chắn là không có đủ chỗ cho một con gà Tây, nhưng một con gà có kích thước vừa thì có thể chứa được trong đó đấy. Nếu được hỏi dạ dày ở đâu, có thể bạn sẽ chỉ vào bụng. Rất tiếc, sai rồi. Thực ra nó ở trên đây, nằm khuất giữa các xương sườn của bạn. Các nhà khoa học tin rằng cuối cùng ruột thừa sẽ biến mất. Không ai thực sự biết tại sao chúng ta cần nó, nhưng một số nhà nghiên cứu khẳng định có thể nó tồn tại để giúp tổ tiên chúng ta tiêu hóa vỏ cây. Nhưng vì món này không còn nằm trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta nữa, nên ruột thừa không cần thiết và có thể biến mất khỏi cơ thể chúng ta mà không để lại hậu quả gì. Ruột thừa không phải là bộ phận hết hạn duy nhất của cơ thể, răng khôn cũng không hữu ích. Vâng, chúng từng có ích khi tổ tiên chúng ta bị mất một vài chiếc răng, nhưng bây giờ thứ duy nhất khiến chúng ta mất đi là số tiền chúng ta bỏ ra để nhổ chúng. Hầu như toàn bộ cơ thể đều được bao phủ bởi lông, ngay cả khi chúng ta không để ý đến chúng. Lông mọc ngay cả trong rốn, mục đích là để giữ sơ vải. Xem thử đi, thấy chưa? Gan hoạt động như một vệ sĩ cá nhân bảo vệ bạn khỏi các chất độc và nhiều thứ khác mà bạn không muốn có trong cơ thể. Nó cũng gần như không thể bị phá hủy và có thể tái tạo. Chỉ khoảng 43% cơ thể bạn thực sự là của bạn. Hơn 50% tế bào còn lại thuộc về những sinh vật nhỏ bé, chủ yếu sống trong ruột. Tuy nhiên, mặc dù tế bào của chính bạn ít hơn tế bào vi sinh vật, nhưng trung bình bạn vẫn có khoảng 100.000 tỷ tế bào trong số đó. Thấy chưa? Bạn không đơn độc đâu. Tương tự, gen của chính bạn chiếm chưa đến một nửa số gen trong cơ thể bạn. Nếu bạn lấy tất cả các vi khuẩn cư trú trong cơ thể và đếm gen của chúng, bạn sẽ có kết quả là từ 2 đến 20 triệu. Khi bạn ngủ không có nghĩa là toàn bộ cơ thể đều ngủ. Trên thực tế, đôi khi não bạn còn phải làm việc nhiều hơn khi bạn ngủ đấy. Nó phải xử lý hàng tấn thông tin và các báo cáo thường cần rất nhiều thời gian. Mũi được nghỉ ngơi tốt khi bạn ngủ. Thật ngạc nhiên, khứu giác về cơ bản ngừng hoạt động vào ban đêm. Bạn thậm chí sẽ không thấy phiền nếu có một mùi cực kỳ kinh khủng trong phòng ngủ. Miễn bình luận. Mũi có lẽ là một trong những bộ phận không được đánh giá cao nhất trong cơ thể, nhưng chúng ta thậm chí sẽ không thể thưởng thức đồ ăn nếu không có nó. Bạn cảm nhận được 80% vị của thức ăn là nhờ mũi và khả năng nhận biết mùi của nó. Nếu bạn bịt mũi khi ăn, bạn sẽ hầu như không thấy có vị gì. Không có khứu giác, bạn sẽ chỉ có thể nhận biết đồ ăn chủ yếu qua kết cấu. Vì vậy, một củ hành tây có vẻ không khác gì một quả táo to tươi ngon. Các nhà khoa học từng tin rằng chúng ta có thể phân biệt được khoảng 10.000 mùi, nhưng họ đã nhầm. Nghiên cứu gần đây cho thấy con người thực sự có thể phân biệt được hơn 1.000 tỷ mùi. Chúng ta cũng ghi nhớ chúng tốt hơn bất cứ thứ gì khác và mùi thậm chí có thể gợi lên một số ký ức xa xưa. Mũi không chỉ giúp bạn thở và hít mùi, nó còn lọc không khí cho cổ họng và phổi vốn nhạy cảm. Nếu chúng ta hít không khí khô, mũi sẽ làm ẩm, làm mát và làm ấm nó nếu cần thiết. Ngoài ra, mũi làm sạch không khí có bụi bẩn. Khi bạn già đi, não bạn giảm dần kích thước. Đến 75 tuổi, nó nhỏ hơn nhiều so với khi 30 tuổi và nó bắt đầu teo lại ở tuổi 40. Điều này xảy ra với tất cả mọi người nhưng không ảnh hưởng đến sức mạnh trí óc của bạn. Bộ não chỉ có thể lưu trữ 7 bit trong bộ nhớ ngắn hạn. Đừng cố so sánh bộ não với dung lượng điện thoại, thậm chí là dung lượng mà bạn có từ năm 2005. Đó là lý do bạn không thể học thuộc lòng một số điện thoại. Chức năng của trí nhớ ngắn hạn giống như tấm bảng đen. Bạn có thể nhớ được một số thông tin nhưng sớm hay muộn cũng hết dung lượng. Để xem dung lượng bộ nhớ đang hoạt động, hãy thử làm bài kiểm tra này. Nhờ một người bạn viết danh sách 10 món đồ và đọc cho bạn nghe. Hầu hết mọi người nhớ được từ 7 món đồ trở xuống. RAM hoặc bộ nhớ đang hoạt động là thứ thiết yếu mà chúng ta cần để thực hiện hầu hết mọi hoạt động hàng ngày, bao gồm trò chuyện cơ bản, lướt mạng hay thậm chí là vuốt ve thú cưng. Những ký ức mạnh và giàu cảm xúc của chúng ta thường là giả. Bộ nhớ trung tâm cho chúng ta sự tự tin rằng chúng ta nhớ mọi thứ. Dẫu rằng hầu hết các chi tiết chỉ được tạo ra trong đầu chúng ta. Không chỉ não teo lại khi bạn già đi, mà bạn cũng nhỏ lại một cách đáng kể đấy. Xương trở nên giòn hơn, xương sống bị nén lại. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn nghỉ ngơi vào ban đêm. Xương của bạn cũng sẽ thư giãn. Do đó, bạn sẽ cao hơn khi thức dậy vào buổi sáng so với lúc cuối ngày. Trong số các loài động vật có vú, chỉ có con người mới có thể đi bằng hai chân trong suốt cuộc đời. Có thể bạn nghĩ chuột túi hoặc gorilla di chuyển theo cách tương tự, nhưng chuột túi sử dụng đuôi làm chân thứ ba, còn gorilla sử dụng cánh tay dài để giữ thăng bằng.
xương của bạn cũng tham gia vào quá trình trao đổi chất đấy. Vì xương chủ yếu bao gồm canxi, nên khi không có đủ chất này trong máu, chúng sẽ thải nó vào máu, giúp cân bằng cơ thể. Và ngược lại cũng thế, khi có quá nhiều canxi trong máu, nó sẽ đi vào xương để dự trữ cho sau này. Xương duy nhất có khiếu hài hước trong cơ thể nằm ở phần bắp tay. Đó là lý do nó được gọi là humerus. Thôi nào, tội bịa đấy, hưởng ứng đi mà. Xương duy nhất không bao giờ phát triển nằm trong tai. Chúng ta có thể nghe được là nhờ những chiếc xương nhỏ bé này, vì chúng đã thích nghi để truyền các rung động âm thanh. Các bác sĩ gọi chúng là chuỗi xương nhỏ. Một trong những xương thính giác là xương bàn đạp. Đây là xương nhỏ nhất trong cơ thể, nó không lớn hơn một hạt gạo. Chiều cao, vóc dáng và màu da phụ thuộc rất nhiều vào nơi tổ tiên chúng ta từng sống, nhưng chúng ta có thể thích nghi với các điều kiện mới ngay cả trong vòng đời của chính mình. Ví dụ, nếu bạn chuyển từ đồng bằng lên vùng núi, bạn sẽ phát triển thêm các tế bào hồng cầu để bù đắp lượng oxy thiếu hụt. Và theo lẽ tự nhiên, nếu bạn di chuyển từ nơi có khí hậu lạnh sang nơi có khí hậu ấm và nhiều nắng hơn, da của bạn sẽ đen hơn để thích nghi. Vòng đời của chúng ta được lập trình trong các tế bào. Chúng liên tục tái tạo và phân chia, nhưng chúng có một bộ đếm giờ bên trong và lúc nào đó sẽ dừng lại. Một số tế bào cũng ngừng sinh sản sớm hơn những tế bào khác. Trung bình các tế bào ngừng phân chia khi chúng ta bước qua tuổi 100. Có nghĩa là nếu có thể tìm ra cách đánh lừa các tế bào tắt bộ đếm giờ, chúng ta có thể sống mãi mãi. Chất béo trong cơ thể không chỉ là một mối phiền toái. Nó hoạt động như một loại vật liệu cách nhiệt, dự trữ năng lượng và giảm sóc. Cơ thể bạn đưa nhiều chất béo nhất đến vùng eo, vì đó là nơi có các cơ quan nội tạng. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, lớp chất béo này sẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tổn thương không thể phục hồi. Tiếp nhé, hộp sọ không phải là một xương duy nhất, mà thực ra nó bao gồm 28 chiếc xương. Nhiều xương trong số này được hợp nhất với nhau để bảo vệ não. Xương hàm dưới là xương sọ duy nhất không gắn vào xương gần đó. Nó được gắn với các mô và cơ liên kết. Đây là lý do khiến nó rất linh hoạt. Bạn có thể di chuyển nó theo bất kỳ hướng nào bạn muốn. Bạn biết không, các cơ mạnh nhất trong cơ thể không nằm ở tay hoặc chân mà nằm trong đầu bạn. Cơ cắn chính là cơ chịu trách nhiệm nhai, và nó cần phải là cơ khỏe nhất để bạn có thể ăn bình thường. Và bạn có biết những cơ cho phép bạn cử động tay là gì không? Đó là xương thái dương. Nằm phía trên thái dương của bạn, chúng cũng giúp bạn nhai thức ăn. Bây giờ chúng ta có hai cơ rất nhanh. Chúng kiểm soát việc đóng mí mắt. Trên thực tế, chúng là những cơ nhanh nhất trong cơ thể. Đôi mắt rất mỏng manh và cần được bảo vệ. Vì vậy phản xạ bảo vệ chúng cần nhanh như chớp. Những cơ này có thể đóng mí mắt trong vòng chưa đầy 1/10 giây. Những người sở hữu ngón cái có khớp nối đôi có thể bẻ cong chúng ra phía sau. Nó trông cực kỳ khác thường và rất ít người có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, không sao cả. Mặc dù trông có vẻ đau nhưng thực ra là không đau chút nào đối với những người có ngón cái như vậy. Chúng ta chỉ nhận ra các màu tím xanh, xanh lục vàng và vàng đỏ. Mọi màu khác là sự kết hợp của ba màu trên. Không thể tính được mắt người nhìn thấy bao nhiêu sự kết hợp, vì mỗi người đều có những khác biệt nhỏ về thị lực, nhưng trung bình là khoảng 1 triệu kiểu kết hợp. Bạn thấy không,